Nếu mà cô không sắp xếp lại công bằng cho anh em chúng tôi thì bọn tôi sẽ kiện cô lên cấp trên đấy. Anh em mình làm chung một công ty, anh làm khó như thế để làm gì? Cô Yên nói như thế là mất quan điểm rồi đấy. Giờ ai mới làm khó cho ai? Chính cô là người đề xuất lên với sếp chia việc cho những người có kinh nghiệm và có thời gian được ship chỗ ngon. Thế mà bây giờ cô để cho chồng cô, một người mới vào thử việc chưa đến một tháng. Đây, mọi người nhìn kỹ nhá. Sướng như này thì ai chả muốn. Ông nhân viên mới vào thử việc một tháng được ngồi sung sướng để phát hàng. Đã thế nhá, còn bắt anh em vất vả lâu năm, dầm mưa dãi nắng, chạy khắp thành phố. Như thế ai mà chịu được? Ai bắt ông phải trườn mặt ra, dầm mưa dãi nắng, có mũ có khẩu trang, sao không đeo vào? Này, cô Yên đừng nói thế, đừng để anh em nóng nhá. Ê, dạ, chào các anh em. Anh em thông cảm, vợ em tuy mỏ hỗn nhưng mà tâm tốt. Làm việc với nhau bao nhiêu lâu rồi, anh em còn lạ gì nữa? Tâm cô Yên chỉ tốt với một mình cậu thôi. Giá mà ngày xưa ấy, tôi kiếm được cô vợ xếp tuyến như cô Yên thì bây giờ tôi sướng từ lâu rồi. Thật, cậu hào thế là ổn áp phết. Chả phải làm gì cả, chỉ việc núp dưới chân cao bóng cả của vợ. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Này, anh không phải khi ạ. Tôi xếp việc như thế nào thì cứ thế mà làm. Chịu hay không chịu thì cũng phải chịu. Không chịu, quá vô lý, làm sao phải chịu. Bọn tôi sẽ kiện cô lên cấp trên để đòi lại công bằng. Ok. Ấy, các anh cứ bình tĩnh. Em biết, sắp xếp như thế này là bất công cho các anh. Nhưng mà cũng chỉ tạm thời thôi. Do là em gặp chuyện khó nói, thế nên mới phải nhờ vợ giúp đỡ một tí đấy chứ. Chuyện khó nói là chuyện gì? Này, chú không phải bao biện nhá. Xin việc vào đây làm cho chú là cô Yên. Sắp xếp công việc nhẹ cho chú cũng là cô Yên. Khổ quá. Em không bao biện. Là em gặp chuyện khó nói thật mà. Thì anh cứ nói ra đi. Bọn cô mà thấy hợp lý thì sẽ không kiện cáo nữa. Được chưa? Tôi... Chuyện khó nói là chuyện khó nghĩ ra để nói. Là do tôi bị bệnh chi? Không đi được xe nên Yên mới phải sắp xếp để tôi phát ở một điểm. Tưởng chuyện gì? Tôi còn bị trí ngoại lẫn trí nội đây. Đây còn bị thoát vị đĩa đệm này này. Tôi còn bị thoái hóa cuộc sống này này. Thôi, mấy ông kể lại làm gì? Kể cả mấy ông có bị nan y giai đoạn cuối ấy, mà không có vợ cơ co như anh Hào đây thì cũng phải dầm mưa dãi nắng mà ship hàng thôi. Thôi, không nói nhiều nữa, đi lên gặp sếp. Ê, anh em khoan đã. Thôi. Các anh ơi. Được rồi, tôi thay đổi lịch làm việc là được chứ gì.